Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Huy sẽ trở lại với phần điểm tin Việt Nam. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, ông Võ Kim Cự là lãnh đạo của Hà Tĩnh có thể sẽ bị kiểm tra sai phạm sau vụ Formosa. Cựu lãnh đạo Hà Tĩnh là Võ Kim Cự hiện đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm tra sai phạm liên quan đến vụ Formosa. Các báo cáo Việt Nam vào hôm 30 tháng 11 đồng loạt trích lại ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra mức độ vi phạm của ông Võ Kim Cự. Công tác này đồng thời diễn ra với việc là ban cán sự đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng bị kiểm tra, đặc biệt là quá trình lắp đặt hệ thống xả thải của Formosa. Những tháng qua, báo chí Việt Nam sẽ liên tiếp đăng tải các tin khác nhau về ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, nguyên chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh, nơi xảy ra thảm họa môi trường Formosa do công ty Đài Loan có nhiều vốn Trung Quốc xả thải chất độc thẳng xuống biển. Cựu giám đốc PMU18 Bùi Tiến Dũng, người bị bệnh ung thư, không nằm trong danh sách đặc xá năm nay vì không đủ điều kiện. Bị khởi tố, bắt giam từ năm 2006, ông Bùi Tiến Dũng bị tuyên phạt tổng cộng 23 năm tù giam về 3 tội danh đánh bạc, đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào tháng 10 năm 2016, truyền thông Việt Nam cho hay ông Dũng được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 12 tháng trong lúc đang ở trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên. Hiện ông này bị ung thư phổi và đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Theo quyết định của Chủ tịch nước, có 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016. 34 người là cán bộ công chức nhà nước, trong đó có 7 người từng phục vụ trong quân đội, 11 người từng làm công an, có một trường hợp phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia trong danh sách đặc xá. Kính thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại.